Hi, chào tất cả mọi người, mình là Hồ Long. Thì ngày hôm nay cũng là một cái vlog tại quê của mình luôn. Hôm nay thì bạn của mình nó rủ mình đi câu cá rồi quay video lại cho mọi người xem luôn. Đường đi thì mọi người cũng đã thấy rồi đó, băng qua đồi cà phê nè, rồi đám cao su nè, rồi băng qua bao đại dương nữa. Không biết có cá không nhưng mà nhìn cái hành trình đi cực quá trời luôn. Cuối cùng cũng đã tới nơi rồi mọi người ạ. Đây là con sông bé nha, sông tại quê mình luôn nè. Thằng bạn mình nó nói đoạn sông này thì có rất nhiều cá luôn. Ngày hôm nay thì mình tạm thời tin nó một lần ha. Nhìn từ xa thì mọi người có thể thấy hai con ghe nó chạy qua kìa. Hai con ghe này thì của những người đi lưới cá. Bây giờ thì thằng bạn mình nó bắt tay vào việc vô lưới câu để chuẩn bị câu luôn nè. Còn thằng An thì nó dọn cái chỗ mà nấu nướng á. Không biết có cá không mà dọn chỗ nấu nướng này. Nói vậy chứ để phòng ngừa tình trạng không có cá bị đói bụng nên là tụi mình có mua mấy cái cánh gà nè, rồi mấy con tôm nữa nè. Nói vậy thôi, hy vọng là câu được nhiều cá đi. Chứ đi câu cá mà không có cá toàn là mua đồ ăn ở nhà đem theo nấu ăn không mà bó tay luôn á. Đối với mấy cái cánh gà và những con tôm này thì tụi mình sẽ ướp bằng sa tế cây. Cái sa tế này nó vừa ngon mà nó vừa làm đẹp mắt khi mình nướng chín lên nữa. Còn thằng bạn của mình thì nãy giờ nó chuẩn bị đồ câu chưa xong nữa. Nào là pha mồi câu, nào là vô lưỡi câu nữa. Kêu tôi làm là tôi bó tay á, chứ tôi có biết làm ở đâu. Cuối cùng thì hai cái cần câu này cũng đã được câu rồi nè mọi người ơi. Trời thì nắng quá trời luôn, hiện tại là đang 12 giờ trưa nè. Còn thằng An thì nó đang lơm khơm để đốt lửa than lên. Một xíu nó có than nướng mấy con tôm, mới nướng mấy cái cánh gà nữa. Còn tôi thì đi cắt lá chuối rồi xếp mấy cái cọng rau này cho nó đẹp mắt nè. Đi câu cá vậy thôi chứ toàn là chuẩn bị đồ ở nhà đem theo không à. Nào là rau salad nè, nào là dưa leo, nào là ớt Đà Lạt các kiểu. Đó mọi người thấy tụi tôi thiết kế cái bếp lò độc đáo không? Nói giỡn vậy thôi chứ bốn cái cây này là bốn cái cây của mấy cái chú đi cắm trại trước họ cắm lên á. Mình bây giờ chỉ dọn dẹp sạch xong rồi để cái dĩ lên nướng à. Còn đây là cánh gà được ướp sa tế nè, vừa để lên đống lửa cảm giác nó thơm ghê luôn á, nó thơm mùi sa tế á. Ngày hôm nay thì mình sợ câu cá dính nhiều nên mình không có dám mua nhiều, mua có mấy cái cánh gà với mấy con tôm à. Câu cá dính nhiều quá mấy con nướng ăn không hết nữa mọi người ơi. Đây là cái đoạn mà thằng An nó quay TikTok nè. Tôi cũng thấy vui vui, tôi đưa cái mặt tôi vô tôi chào các kiểu rồi. Còn xa xa là cái thằng bạn áo đỏ của tôi vẫn đang tập trung để câu cá nha. Đã 30 phút trôi qua thì chưa có con cá nào xuất hiện hết trơn á. Bữa nay là ngày 25 âm lịch, chắc khả năng là mấy con cá nó đi ăn tất niên rồi mọi người ơi. Tôi thì đứng đây trở mấy con tôm, trở mấy cái cánh gà, vừa trở mà nước miếng vừa chảy. Cái gì chứ ăn là tôi hay bị giỏi nha. Kế bên mấy con tôm là mấy cái trái ớt Đà Lạt á. Mấy cái trái ớt này thì nướng ăn ngọt lắm luôn á nghe. Đoạn này là tôi ra tôi cổ vũ tinh thần của thằng bạn tôi nè. Hy vọng là nó sẽ câu dính một con cá nào đó. Hy vọng cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi. Dính luôn cái em cá bự chà bá lửa luôn nè. Bự tới cỡ mà máy quay quay phải kỹ nhìn mới thấy được luôn á. Đây là cái thành quả mà hồi nãy giờ mình câu nha mọi người. Rồi là con cá này là con, tụi nó kêu là con cá sát đó. Từ rồi sáng giờ mình sẽ đắp giữ thần lắm mới được á. Làm gì hả? Còn Vĩ đang làm gì? Còn đồ ăn thì đang nướng đây nha mọi người ơi. Đó. Đó, cái cá này chắc hồi bỏ con cá này đang bạn mình câu mọi người chứ không phải nó câu đâu mọi người, nó nói xạo á. Sau khi dính một con cá to cho bá thì hai con câu này tiếp tục chờ đợi. Mấy cái cánh gà, mấy con tôm này thì nó gần chín hết rồi mọi người ơi. Nhìn nó ngon cái hang. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi nè mọi người. Bây giờ là tôi không quan tâm có câu dính được cá hay không. Tại vì thấy đồ ăn có rồi, không có sợ bị nhìn nói như mấy lần trước nữa. Quê tôi thì có rất nhiều chỗ để quay vlog cho mọi người xem. Nhưng mà tôi cảm giác là tụi tôi quay vlog chưa có kinh nghiệm lắm nên là mọi người thông cảm ha. Sắp tới thì tụi tôi sẽ cải thiện video quay tốt hơn và chăm chỉ hơn một xíu. Bây giờ thì cứ 2 ngày là ra một clip á. Mọi người tranh thủ đón xem và subscribe kênh để ủng hộ anh em tụi mình nha. Mấy cái món này thì anh em tụi mình bỏ tiền túi ra để đầu tư thôi à. Chứ hiện tại với cái lượt xem này thì chưa đủ để kiếm tiền đâu mọi người ạ. Nói nhiều chuyện một hồi thì cái món tôm này nó cũng đã chín rồi nè. Thằng An nó xếp nè, đẹp không?
nhưng mà nó xếp mấy con tôm không à, còn rau là phần của tôi xếp đó nha. Còn hai trái ớt chuông với mấy cái cánh gà này cũng chín luôn rồi nè. Bây giờ tụi mình sẽ đem lên và set up thưởng thức luôn nè. Ok, đây là cái mâm mà đi câu cá của tụi mình. Đi câu cá mà nhìn lên cái mâm không thấy con cá nào hết trơn á. Hôm nay thì món nước chấm của tụi mình sẽ tiếp tục làm món muối ớt chanh nữa nha. Tại cái món đồ nướng này thì đặc biệt tụi mình rất là thích ăn chung với muối ớt chanh. Ok, xong rồi, quăng cần câu đó đi, đi lại nhập tiệc bạn ơi. Bây giờ thì mời tất cả mọi người thưởng thức một con tôm với anh em tụi mình nha. Không quậy này lên đây. Không có gì quậy á. Mời mọi người nha. Ngọt à. Ngọt. Mời mọi người nha. Tới chỉ luôn. Tôm nướng. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ bóc cánh gà lên mời tất cả mọi người nha. Cánh gà thì tụi mình nướng vừa tới luôn, không có bị khô. Đây là cánh gà công nghiệp nha, chứ cánh gà ta là không có nhiều thịt đâu. Chấm một miếng muối ớt chanh nè, mời tất cả mọi người thưởng thức với tụi mình nha. Phần câu thì quăng ở đó đi, biết chừng nào mới dính cá. Cánh gà chiên nước mắm, ý lộn, cánh gà nướng thịt. Mời bạn nha, mình ăn cái cụ lẳng gà. Chín hết rồi. Ừ, ngon ha. Với cánh gà mà sống mà quên miếng cánh gà bạn. Đây là bạn cởi chuồng. Sao nó còn lông nè. Đây là bạn cởi chuồng 80 của hai mình nha mọi người. Lông của mấy tôm. Này đúng là lông của mấy tôm này tên suốt. Chứ không phải là lông của tôi đâu nha. Này là suốt chuột nha mọi người. Cạp miếng bạn, khỏi chấm bạn. Mình thấy anh ăn, mình thấy ngon quá bạn. Sao sao sao, vừa ăn không? Tôi ốp á, đổ hũ sa tế vô là xong à. Đoạn này là anh em tôi ăn ngồi nói chuyện, quên là mình đang đi câu luôn á. Thật sự là mấy món này rất là bình thường luôn, nhưng mà ăn ở nhà thì nó không ngon bằng ăn ở ngoài này đâu mọi người ạ. Cái chén muối ớt nó hết rồi, giữa trưa nắng mà cay rồi hết nước nữa nên thằng An nó về nó lấy nước rồi. Nước xong thì nó không được vệ sinh cho lắm nên là tụi mình không dám uống nha. Ăn xong rồi tụi tôi tủa ra đi câu nè. Thằng An câu một giỏ, còn cái thằng bạn kia câu một giỏ. Nãy giờ thì thành quả vẫn duy nhất có một con cá nhỏ hồi nãy nha. Đang ngồi bên kia thì thằng An nó kêu lại là dính cá rồi. Con cá này thì tụi tôi kêu bằng cá mè, còn bên mọi người kêu bằng cá gì mọi người comment xuống cho tụi mình biết nha. Mọi người, đây mọi người ơi, con cá mè chà bá lửa luôn ấy. Ok, hai con nha. Đem vô xíu nữa nướng luôn. Đây mọi người ơi, bây giờ đem lại cái gọ nha. Còn đây là bãi chiến trường mà nãy nè. Còn nữa nè, xíu nữa tụi mình sẽ ăn cho hết mấy chỗ này luôn. Đó. Cái giỏ của ngàn nó sẽ im hơn cái giỏ của thằng này. Suốt nè, cá này bỏ vô đi. Này hai, này có một cần câu máy với một cần câu tay. Ủa câu máy còn không? Đứt lưỡi rồi. Cá hồi nãy nè. Đứt lưỡi hả? Đứt ba lưỡi nãy hả? Nó ăn không mà đứt? Ăn vừa đứt hả? Tình hình là cái thằng bạn áo đỏ này nó câu bên kia không có cá nên nó qua chỗ thằng An câu chung. Thành quả là dính thêm một con cá sát nhỏ xíu nữa nè. Vậy là đã dính được 3 con rồi. Ok mọi người ơi, đi từ 11 giờ trưa tới 3 giờ chiều, thành quả là dính được bao nhiêu cá đây nè. Bao gồm có 2 con cá mè và 3 con cá sát. Cá này thì tụi mình sẽ đem về chiên ăn cơm nha. 2 con cá mè này nó cũng bự cho bá lửa luôn á. Chiên giòn lên ăn cũng được mọi người ơi. Đây là một clip đi câu cá tại quê mình mà mình muốn quay lại gửi tặng cho tất cả mọi người. Ok, chắc tụi mình xin kết thúc clip tại đây nha. Mong là mọi người cho tụi mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào.